Sau đây là kết quả xổ số quản trị thứ 5 ngày 24 tháng 11 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tầng cùng mang số. 7, 3. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tầng cùng mang số. 6, 5, 5. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tầng cùng mang số. 3089, 1019, 9155. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số. 7440. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số. 57329, 40276, 40794, 36720, 02922, 55306, 51740. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số. 16068, 60760. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số. 35394. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số. 79879. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số. 4288887. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số. 4, 2, 8, 8, 8, 7.